Hey, chào các bạn, mình đang có mặt trước cái biển chỉ dẫn đi vào di tích lịch sử đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Về tay trái nha các bạn, đi vào khoảng 8 km. Thì hôm nay trong video này mình sẽ đi về xã Châu Thới. Và cụ thể mình sẽ đi tìm hiểu về ấp nhà Việt nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ về tay trái để có thể đi vào xã Châu Thới và chia sẻ hình ảnh cho các bạn xem về ấp nhà Việt. Đây là cái cổng chào đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh ha. Đường này là đường 19 tháng 5 nha các bạn. Đó. Đã khá lâu rồi mình không có trở về xã Châu Thới nha. Thì hôm nay sẽ trở về để tìm hiểu thêm những con đường mà mình chưa có đi và chưa có quay để chia sẻ với các bạn. Cụ thể trong ngày hôm nay thì mình sẽ đi khám phá về ấp nhà Việt. Nếu còn sớm hơn thì mình sẽ đi tiếp tục tìm hiểu các xã khác nữa. Các ấp khác nữa trong xã Châu Thới nha các bạn. Theo mình quan sát thì lúa của người dân đã lên khá là cao rồi, có chỗ thì đã chỗ bông các bạn. Chỗ này nè, đường Hoa Lư ha, vẹo ngược lên sẽ đến trung tâm hành chính của huyện Vĩnh Lợi nha các bạn. Huyện Vĩnh Lợi thì có 8 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc nha các bạn, bao gồm thị trấn Châu Hưng và 7 xã. Trong đó có xã Châu Hưng Nga, xã Châu Thới, xã Hưng Hội, xã Hưng Thành, xã Long Thạnh, xã Vĩnh Hưng và xã Vĩnh Hưng A. Dọc con đường này thì lúc trước mình thấy không có bán đồ mà bây giờ mình thấy có bán đồ nè. Chỗ này bán khóm nè. Chỗ này hiện này bán quần áo. Vào cái mùa lúa này đi vào con đường này thì rất là mát mẻ và thơm các bạn. Thơm mùi lúa đó. Lúa chỗ này là chỗ bông các bạn. Nhìn từ bên trái thì chúng ta có thể thấy được cái tượng Phật Dược Sư của chùa Giác Hoa luôn. Mình đã đến cây cầu Trường Yên nha các bạn. Đây là cầu kết nghĩa giữa huyện Vĩnh Lợi và tỉnh Bạc Liêu. Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu và Ninh Bình cái gì đó. Hoa Lư Ninh Bình các bạn. Hình như là vậy. Nãy mình đọc không kỹ. Phía dưới mình thấy trồng cái gì kìa. Hình như dưa leo các bạn. Thì cặp bên đây có con đường nè, con đường nhỏ dưới dốc cầu nè, thì đi con đường này các bạn sẽ đi trở ngược lại chùa Giác Hoa được nha. Đây là điện lực Vĩnh Lợi. Đó, đi vào đây. Đi con đường này thì rất là mát mẻ nha, tại vì cặp hai bên đường có trồng cây xanh đó và xung quanh đều là những cánh đồng ruộng nên gió rất là mát và không khí rất là trong sạch các bạn. Đường này hình như là mình mới thấy cán nhựa lại nè, lúc trước thì
không có đẹp như thế này. Lúc trước mình về đó thì hình như là mới vừa hoàn thành cán nhựa lại không bao lâu các bạn. Thì không còn bao lâu nữa thì đến Tết Nguyên Đán rồi. Cái không khí lúc này bà con đang nhộn nhịp để chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán nha. Thành phố Bạc Liêu thì đang gấp rút triển khai trang trí những cái cảnh đường phố đó. Chợ quảng trường thì lúc nãy mình đi mình có ghé một chút thì đang trang trí thêm các bạn. Bữa hổm thì mình chụp hình mình chia sẻ trên fanpage thì chỉ có một số thôi, còn bây giờ trang trí thêm. Mình đã tới cổng chào của huyện Vĩnh Lợi, xã Châu Thới nha các bạn. Đây xã Châu Thới. Đường cán nhựa lại nhìn rất là sạch sẽ và rộng rãi, nhìn rất là đẹp các bạn. Đó, lúa bao la bát ngát luôn. Thì trong ấp Nhà Việt mình đi ngang hoài nhưng mà mình chưa có dịp đi vào để khám phá, thì trong video này mình sẽ đi vào khám phá để chia sẻ hình ảnh cho các bạn xem. Không biết các bạn đang xem video có bạn nào nhà ở trong ấp Nhà Việt hay không? Dọc con đường này thì cũng có bán rau cải, rau củ quả các bạn, nhưng mà không biết hôm nay có những cái loại rau mình thích không. Đây là khu cách ly tập trung của huyện Vĩnh Lợi nha các bạn. Đó, huyện khu Bình Chánh, huyện ủy Vĩnh Lợi nè. Đây là huyện cũ ha. Còn đây là ấp Nhà Việt các bạn ha. Đó, đây là ấp Nhà Việt. Còn đi thẳng thì các bạn sẽ đi về đền Thờ Bác đó, nhưng mà hôm nay mình không đi về đền Thờ Bác mà mình sẽ đi vào đây. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến vào để có thể chia sẻ hình ảnh cho các bạn xem trong ấp Nhà Việt này. Xã Châu Thới được chia thành 14 ấp, trong đó có ấp B1, ấp B2, ấp Bà Trăng A, ấp Bà Trăng B, ấp Bào Sen, ấp Ca Điều, ấp Công Điền, ấp Dầm Bốm A, ấp Dầm Bốm B, ấp Nằng Gền, ấp Nhà Việt, ấp Trà Hắc, ấp Trà Một và ấp Xóm Lớn nha các bạn. Xã Châu Thới thì có diện tích là 46,11 km², dân số năm 2019 là 13.846 người, mật độ dân số đạt 300 người trên km² nha các bạn. Chỗ này lúa các bạn, đó bát ngát luôn ha, gió thổi rất là mát. Theo mình xem trên Google Maps các bạn thì con đường này khá là dài, và trên đường đi thì có những cái đoạn giao cắt giao nhau giữa những cái đường khác á. Từ những cái đường đó thì mọi người có thể quẹo qua các cái đường khác đi về đền Thờ Bác, đi về chùa Châu Long, hoặc là đi sang tỉnh Sóc Trăng nữa các bạn. Nhưng mà không biết đường chính như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ đi khám phá để coi con đường này sẽ đi về đâu ha. Đây là cầu Bảy Phong nha các bạn. Mình sẽ ưu tiên đi thẳng ha, ưu tiên đi thẳng. Nếu mà cùng đường thì mình sẽ quẹo, còn nếu không thì mình sẽ đi tiếp nha các bạn. Mục đích của mình cũng muốn là đi về ấp Bà Trăng Nga, đi về chùa Châu Long các bạn nha. Nếu mà được thì mình sẽ kết thúc video đó, hoặc là nếu con đường này quá dài thì mình sẽ phải chia thành 2-3 đoạn các bạn, 2-3 đoạn, 2-3 video á để chia sẻ với các bạn. Do xem trên Google Maps thì cũng khá là xa, dù mát lắm các bạn.
Không biết các bạn xem video lúc này mình quay video khá là dài, nên không biết các bạn coi có chán, nhàm chán hay không. Mình up lên lượt xem cũng khá là ít các bạn. Chắc là do cái kiểu cái lượng người mà yêu thích cái thể loại này khá là ít các bạn, nên mình up lên lượt xem khá là ít. Nhưng không sao, kệ, mình vẫn thích làm những video như thế này, làm những video đi khám phá đường quê như thế này ha. Nên dù cho lượt xem có ít thì mình vẫn tiếp tục đi để quay chia sẻ với các bạn. Thì ai thích xem thì xem, không thích thì thôi, mình không ép. Đây, lúa nè, rất là đẹp, mát lắm, gió mát. Đây có cái đì nhỏ nhỏ này, chắc đây có cá nhiều lắm. Chỗ cái nhà bên tay trái mình hình như là đang tắt đìa các bạn. Đó, bát ngát luôn. Thơm, mùi thơm của lúa nè. Lúa bên tay trái của mình thì đã trổ bông. Đó, đã trổ bông, còn bên tay phải thì chưa. Đây, hoa Quỳnh Liên ha. Đó, mình đã nhớ tên của hoa Quỳnh Liên rồi. Chuông vàng. Cảnh quê bình dị hay không các bạn? Nhà Yến à, mở cái tiếng kêu ôm sùm hết. Chuối nè, trên đầu mình. Đây là cầu ông Tấu các bạn, cầu ông Tấu ha. Bên tay phải vẫn có một đường ghẹo cặp mé sông. Ồ, cây vú sữa các bạn, trái nhóc hết trơn mà chưa có, kiểu như chưa có ăn được. Trái còn xanh, có trái màu, có trái đã ngã sang màu tím rồi kìa. Trái đó chắc ăn được rồi đó. Thì cặp mé sông có một con đường đi nữa, nhưng mà mình sẽ ưu tiên đi thẳng. Buổi trưa ngày hôm nay thì chắc giờ này mọi người đang ngủ trưa hết rồi. Có mình lang thang trên con đường này thôi. Tiếc là những cái cảnh đẹp như thế này mà không có live cam để bay lên cho các bạn xem ha. Ồ, cái góc chỗ này đẹp các bạn, kiểu như góc quê luôn á, nhìn rất là đẹp. Những cái hàng dừa nè, dừa kia, dừa lửa các bạn, trái đỏ đỏ. Đây, chỗ này làm gì đông quá vậy? Có đám hả? Phải đám mà đang làm nhà các bạn. Lúa hôm nay đã chỗ hết trơn nè, chắc thu hoạch trong Tết này quá, không biết kịp không ha. Đây có một chỗ hoa mắc cỡ các bạn, đây, hay còn gọi là hoa trinh nữ đó. Đây mình thấy có những cái gốc mai khá là lớn, đã vô chậu và chuẩn bị hình như là chuyển ra chợ qua Tết các bạn, để bán ha. Thì thường những cái loại hoa kiển là mai á, hoặc là những loại bông lớn rồi đó, thường sẽ được vận chuyển trước ha, vận chuyển ra trước để ổn định vị trí. Sau đó thì những cái loại như ở đây có cái gì nè, nghĩa trang nhân dân các bạn, của xã Châu Thới. Sao thấy để cái bảng mà không thấy cái gì trong đây, hình như là chỗ này đã
đã đi di dời đi các bạn. Mình nhớ ở đây có hai cái mồ nè, nhưng mà đã kiểu như đã được hốt, phải gọi là sao mình không biết là sao, hốt cốt rồi ta, như kiểu như đã đi được di dời đi các bạn. Thì mình không biết phải phát âm như thế nào nên các bạn thông cảm. Đây có cái cầu qua sông nè, con kênh dưới đây thì lục bình đầy hết trơn nè, lục bình đầy kín hết trơn này, không biết xuồng bè sao đi được ta. Có một cái ống dẫn nước nữa mà. Đây có ngã ghẻ nè, đây. Và ngã ghẻ bên tay phải và bên tay trái đều có ngã ghẻ, kiểu như đi ngược. Nếu mình nghĩ thì không lầm thì bên tay trái này sẽ đi ngược về đường đường 19 tháng 5 á, đường hồi nãy mình đi vào các bạn. Còn tay phải hình như cũng đi đi sóc ngược lên đó. Theo bản đồ Google Maps mình xem ở trên đó thì có những con đường sẽ đi ngược lên tỉnh Sóc Trăng các bạn. Còn đường đi thẳng này là xem trên Google Maps thì sẽ đi về xã Châu Thới, đi về chùa Châu Long. Thì mình không biết rõ là chính xác hay không nên mình cứ ưu tiên chạy thẳng nha các bạn. Cứ ưu tiên chạy thẳng đi. À, lúa đẹp lắm, lúa màu xanh nè, chỗ bông rất là đẹp. Mình sẽ quay một chút hình ảnh về nhà cửa cho các bạn xem. Nếu mà có bạn nào sinh sống ở trong đây thì hãy chào mình nha. Hôm nay mình đi khám phá về ấp nhà Việt. Nhà cửa ở đây cũng khá là thưa thớt các bạn, xa xa mới có một căn nhà thôi chứ không có san sát nhau. Khoảng cách chắc cũng khoảng mười mấy mét, mười mấy hoặc là hai ba chục mét gì đó có căn nhà, hoặc là xa hơn. Lúa thơm quá. Đi vào đây thì dù cho khẩu trang nó có tuột xuống lỗ mũi thì mình vẫn cứ tự tin để nó như vậy, không phải chỉnh sửa nha. Bởi vì mình cũng muốn hửi cái mùi thơm của lúa. Đây trồng chuối nè. Đây chắc nuôi cá nữa bạn, có ghèm lại. Đây nhiều nhà mình thấy vẫn còn sử dụng củi để không biết là nấu cơm hay là nấu nấu các loại đồ ăn khác các bạn. Có thể là nấu nấu cháo cho heo á. Tại thường ở quê thì người ta vẫn còn nuôi heo. Thì phía trước sân mình thấy có nhiều nhà vẫn còn phơi củi. Lúa chỗ này khá là nặng hạt rồi nè, nó đã chịu xuống các bạn ha. Rất là mát mẻ. Nhưng mà buổi trưa mà các bạn mà muốn đi khám phá hay là đi hóng gió ở những cái đường quê mà không khí nó sạch sẽ, thơm tho như thế này thì cứ đi vào những cái ấp của huyện Vĩnh Lợi nha. Thì vào đây thì các bạn sẽ tận hưởng được những không khí mát mẻ và rất là thơm. Mùi thơm của lúa non và lúa đã trổ bông. Nói thật với các bạn thì mình rất thích kiểu như đi về quê mà có những cái cánh đồng lúa và những cái bụi dừa như thế này. Kiểu như tụ họp bạn bè mà về những cái đó ngồi những gốc dừa hay là những cái bụi cây mà có mái lá như thế này nè ha. Rồi ngồi ăn uống nhậu nhẹt ở dưới.
rất là thích luôn, mát mẻ, kéo cái thùng lo kẹo kéo ra ngồi hát hò nhậu nhẹt, cuộc sống đáng mơ ước. Thanh long khá là nhiều ha, đu đủ ha. Bắp à, bắp được trồng gian theo con đường này các bạn. Có thể buổi chiều tối ở đây rất là buồn, tại vì không có đèn đường các bạn. Tối ra thì kiểu như nó tối om mà, rồi tiếng ếch nhái nó kêu nữa, có thể là rất là buồn. Nhưng mà ban ngày thì ngủ ha, gió mát rượi rượi. Hình như là chỗ này đi ngang ấp Bầu Sen các bạn, mình thấy quen lắm, hình như mình có đi một lần rồi. Hình như đi ngang Bầu Sen Chà Hắc nè, hình như đi về Chà Hắc các bạn, có thể nha, để mình chạy một xíu nữa coi có đúng ở Chà Hắc hay không. Hình như là đúng đó các bạn, hình như mình đi tới ấp Chà Hắc rồi, để thấy cái nhà này quen lắm nè. Để bạn cho các bạn xem lại cái nhà này đó. Khá là quen, tại mình nhớ mình đi ngang mình chụp cái hình nhà này lên rồi ha. Rất là quen, hình như là chính xác rồi, Bào Sen Chà Hắc. Thì lúc trước mình có đi vô đây một khúc rồi, nhưng mà mình không có đi xa. Thì bây giờ mới biết là con đường này đi thẳng về ấp Nhà Việt. Này đang bơm nước vô các bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ chạy thẳng luôn để đi về Bào Sen luôn các bạn. Đến lúc đó mình đi là do trời mưa mình mới quay lại. Bây giờ thì trời khá là nắng, nên dù cho nắng nhưng mà nó cũng thuận tiện cho việc đi. Đây mắt dõng ra những cái bụi cây như thế này nằm nghỉ trưa là thoải mái lắm. Đó, đúng rồi, mình đã tới nhà văn hóa ấp Chà Hắc nha bạn. Đây, nhà văn hóa ấp Chà Hắc nè, khu căn cứ huyện ủy Vĩnh Lợi, bia kỷ niệm. Hay sẵn tiện mình đi vào đây, sẵn tiện mình đi vào đây mình tìm hiểu thêm các bạn. Đây, bia kỷ niệm khu căn cứ huyện ủy Vĩnh Lợi năm 1975. Không biết trong đây có cái gì. Chỗ nhà văn hóa thì đã đóng cửa rồi. Đó. Đây chỉ có cái bia thôi các bạn. Để mình lên cho các bạn xem gần hơn chút. Đây. Chỉ có cái bia kỷ niệm như thế này thôi. Phía sau nè. Này, bia kỷ niệm khu căn cứ huyện ủy Vĩnh Lợi 1971-1975. Khu căn cứ tại ấp Chà Hắc, xã Châu Thới của huyện ủy Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, là một căn cứ cách mạng vững chắc từ năm 1971 đến ngày giải phóng thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975.
là một trong những điều kiện thuận lợi để Đảng bộ huyện ủy Vĩnh Lợi thực hiện chỉ đạo tốt các chỉ thị chủ trương của cấp trên và giành được nhiều thắng lợi to lớn. Nơi đây là một dấu tích cách mạng có ý nghĩa quan trọng, góp phần một kho tàng lịch sử đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc của quân dân huyện Vĩnh Lợi nói riêng và quân dân tỉnh Bạc Liêu nói chung. Đó các bạn, đây là bia kỷ niệm ha, kỷ niệm của khu di tích căn cứ huyện ủy Vĩnh Lợi. Phía bên đây thì nhà văn hóa thì mình thấy đóng cửa rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi khám phá tiếp nha. Đây, cán bộ và nhân dân ấp Trà Hách quyết tâm giữ vững danh hiệu ấp văn hóa. Cầu Xóm Tiệm các bạn, này cầu Xóm Tiệm ha, đi qua đây thì các bạn sẽ đi về đường 19 tháng 5 á. Con đường khúc ngắn thôi nhưng mà rất đẹp. Còn trong video này mình sẽ đi thẳng con đường này. Chưa có hai cô chú đó dân dỏng phía dưới cái cây ở trước nhà đó, nằm nghỉ trưa nhìn rất là mát. Nằm trong nhà chưa chắc đã mát mà nằm ở ngoài những cái gốc cây ngoài vườn này nè, có gió ha, bóng râm rất là mát mẻ. Ngủ trưa là tuyệt vời luôn, ngủ không biết có bị say nắng hay không nhưng mà sẽ rất là mát mẻ khi mà nằm nghỉ trưa ở đó. Đây có cái cầu qua sông nè, có cái đường đi cho bạn nữa. Kiểu như những cái đường nhỏ mà giao nhau các bạn có thể đi qua chữ ấp này ấp kia, xã này xã kia đó, xóm này xóm kia, nên mình cứ việc ưu tiên mình đi thẳng con đường chính thôi, còn những cái đường nhỏ thì mình không có đi nha. Gió mát lắm, những cảnh đồng quê rất là bình dị ha. Nhà đó hình như là còn nuôi heo các bạn, chạy le le giống à, le le ha, chứ không phải heo. Đây ồ, đẹp không, rất là đẹp luôn. Kiểu như nhìn bên ngoài mình cái thấy nó rất là bình thường, nếu mà các bạn sinh sống ở đây thì thấy chắc bình thường lắm, nhưng mà khi lên hình ảnh rồi đó thì nó trở nên nó đẹp hơn, lung linh hơn. Người thành phố thì kiểu như rất thích về trở về quê như thế này, kiểu trở về quê để chơi các bạn nhưng mà chơi thôi chứ mình biết chắc là nhiều bạn sẽ không thích về để sinh sống đâu. Có những người mà kiểu như muốn lánh xa bụi trần, lánh xa sự nhộn nhịp của đô thị, hay là những người lớn tuổi thì còn yêu thích giới trẻ dễ gì, họ thích trở về để vui chơi một hai ngày thôi xong nó trở về thành phố. Khi về đây thì chắc các bạn sẽ không quen với cuộc sống ở đây, nó thiếu thốn đủ thứ và kiểu như hơi buồn nếu mà ở lâu. Đây lúa bị sập nữa các bạn, lúa đây nặng hạt rồi nè mà chưa có vàng. Đây có một nguyên cái hàng me luôn nè, trái chưa có lớn. Mát lắm, buổi trưa mà ngồi nhậu hay là ngồi uống cà phê dưới những cái gốc nè. Ồ có giỏng, mắt giỏng ở đây nè, giỏng có để cái bộ ngựa ở đây nè. Ồ ra đây nằm nghỉ trưa sướng, đang cấy à. Mát lắm, rất là mát nè, thơm lắm bạn. Đi dọc đường thơm mùi lúa, của thơm cái mùi thơm của lúa dạt vào làm lòng ta xao xuyến.
Nói thật ra đi những con đường này mình thích kiểu như có bạn bè là đi chung là sẽ vui. Đây có cái gió các bạn, đẹp lắm, cảnh quê bình dị. Phía bên đường, phía bên sông thì có cũng có một con đường đi. Bạc Liêu thì còn rất là nhiều những con đường quê như thế này nha. Không biết các bạn đi được bao nhiêu đường rồi, chứ mình đi cũng khá nhiều rồi đó. Hồi trước mình đi kiểu như đi chơi nhiều, đi chơi rồi đi đám nhiều. Sau này mình mới đi quay lại đi chia sẻ thôi. Trước mình đi ở Giá Gai vẫn có những con đường quê đẹp như thế này ha. Giá Gai, Phước Long, Hồng Dân thì mình chưa có đi lần nào, nhưng mà Hồng Dân mình có đi trung tâm rồi, đi ngay trung tâm của huyện rồi, nhưng mà đi sâu xa vào những cái xã ấp thì mình chưa có đi. Nhưng mà tin chắc thì Hồng Dân cũng không thua kém gì những cái huyện của giống như ở Vĩnh Lợi đâu, cũng có những cảnh quê rất là đẹp. Đó, có cầu qua sông. Mát mẻ lắm. Chắc như bạn sẽ sinh sống ở trong đây thì muốn ra ngoài thành phố để sinh sống thì nó sẽ nhộn nhịp và vui vẻ hơn. Còn một số bạn thì lại muốn trở về đây để vui chơi. Đây đủ các bạn. Trái nặng chình chịch luôn nè. Có những cây cao ở trên nè, trái nặng chình chịch. Ở đây thì cứ để chín cây và hái vô ăn. Một cái chuối đu đủ nè, rất nhiều. Trong cái trong đoạn đường này thì mình đi dài dài không thấy người ta trồng rau cải nhiều giống như ở Vịnh Trạch Đông nha. Kiểu như trồng vài luống để ăn ở nhà ăn thôi các bạn, không giống như trồng kinh doanh buôn bán giống như ở Vịnh Trạch Đông. Vịnh Trạch Đông thì hôm trước mình đã có chia sẻ với các bạn hình ảnh một con đường được trồng rất nhiều, đó là ấp Biển Tây B và ấp Dòng Giữa A, Dòng Giữa B, được trồng rất nhiều các loại rau cải để bán. Đi vào con đường đó mình cũng thấy là rất là thích, tại vì mình khá là thích ăn rau các bạn, nên thấy rau cải mình cũng thấy lắm, thơm mát. Không khí thoáng mát. Nãy đi lại quên mang nước theo. Cái này mà đậu lại để uống nước ngồi hóng gió thì cũng thoải mái. Nghe bản nhạc vu vương đồng quê. Đây có cái cầu qua sông đó các bạn. Cầu Ông Sơn nha. Cầu Ông Sơn đi qua sông. Mình sẽ ưu tiên đi thẳng các bạn. Mát mẻ. Thiệt là thích. Có thể video này mình sẽ chia làm hai phần các bạn. Do mình đón thì cái đường đi cũng rất là dài nên không thể nào chia sẻ một lần trong một video được. Đây có hà sao nhái nè. Trong đây thì vẫn còn những căn nhà mà dách lá các bạn, và phía trước là làm bằng ván á, kiểu nhà hồi xưa đó. Ở đây coi trồng rau nè các bạn, như rau muống. Đây trồng nhiều nè. Đây trồng khá nhiều ha, khá nhiều luống. Bên tay trái thì những cái đầm lúa rất là rộng lớn ha. Mình không biết là mình đã đi vào địa phận của ấp nào rồi. Này. Đây vẫn còn những căn nhà phía trước là bằng ván các bạn ha, cái mặt trước là bằng ván nhà hồi xưa đó.
nhà theo kiểu hồi xưa đó bạn. Đi ngang khúc này thì nghe cái mùi của phân heo đó. Đây có cây ổi nè, ổi này ổi trái trái nhỏ nhỏ mà kiểu chắc ngậm các bạn, nó kêu bằng ổi chim hay gì đó. Chỗ này hình như tắt đìa các bạn, thấy bơm nước lên nè, giống như tắt đìa vậy đó. Này có những cái bụi lục bình nè. Phía trước mình thấy có một đoạn đường giao nhau hay gì cả, như trước có cái miễu hay sao có vàng vàng các bạn. Đây các bạn. À, không phải cái nhà màu, nhà màu nha, phía trước trồng rất nhiều hoa sâu nhái màu vàng các bạn, cũng nhìn khá đẹp. Đây à, cái đoạn cái ngã ba này rồi đi đâu trời. Đây một cái qua cầu, một cái về tới phải thì mình không biết, mình không xác định được đi đâu nè. Chào các bạn, mình xem trên bản đồ Google Maps thì hai con đường này đều quẹo về Sóc Trăng các bạn. Ừ, hơi sai lầm xíu rồi. À, ngược trở lại nè, nếu mà ngược lại chỗ này á thì sẽ có thể đi về chùa Châu Long. À, bây giờ mình phải quay lại thôi, chứ không thôi mình đi qua Sóc Trăng luôn ạ. À.